Chào mừng các bác đã đến với kênh Hàng Nhật Nội Địa Hiến Vụ. Các bác vào xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển. Hôm nay em lên cho các bác gồm một mã sản phẩm gồm 5 chiếc nồi cơm Toshiba màu đỏ cao tần áp suất hút chân không. Em quay sơ qua hình thức bên ngoài cho các bác xem. Hình thức bên ngoài còn rất là đẹp, không bể vỡ, không cấn móp. Các bác vào xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh. Các bác có nhu cầu liên hệ mua hàng, xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc. Thứ tự em mở 5 chiếc nồi cơm lên để quay cho các bác xem. Gioăng rất là xanh, nòng nồi rất là đẹp. Nhưng dòng Toshiba chất lượng nấu cơm tuyệt vời và là dòng cao cấp nhất của hàng nội địa Nhật. Các bác đã sử dụng sản phẩm nồi cơm Toshiba, các bác đã dùng một lần là nhớ mãi, không bao giờ quên. Chất lượng của nó tuyệt hảo, nấu cơm rất là ngon mà dùng rất là bền. Cả 5 chiếc này đều là cao tần hút chân không. Gioăng và nòng nồi rất là đẹp, không có một vết chảy xước. Các bác có nhu cầu liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng đến tận nhà các bác. Các bác vào xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển. Năm chiếc nồi này là sản phẩm thương làm nên thương hiệu nổi tiếng của hãng Toshiba. Từ nay trở về sau, nếu các bác sử dụng những chiếc nồi Toshiba này, các bác không còn phải lo là đi làm mà còn lo chuyện cắm cơm. Các bác cứ cắm kể cả tối, sáng, bất kể lúc nào các bác rỗi. Nếu ăn hết cơm, các bác vo gạo, các bác cho vào, các bác hẹn giờ nấu. Các bác không có đi làm, các bác không phải lo là chưa đến hay xa là chiều tối về là còn phải lo cái chuyện nấu cơm nữa. Các bác, chiếc nồi này sẽ giải quyết cho các bác tất cả những cái điều đó. Khi sử dụng sản phẩm này, nó nâng cao chất lượng cuộc sống lên cho các bác. Nó thể hiện cái sự thông minh lựa chọn những sản phẩm cao cấp sử dụng trong gia đình. Các bác có nhu cầu liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng tận nhà các bác. Quay lại một lần nữa để cho các bác nhìn nòng nồi không một vết chảy xước. Cả 5 chiếc
rất là đẹp, dung tích 1 lít phù hợp cho gia đình các bác từ 3 đến 5 người ăn. Quá tuyệt vời khi các bác sử dụng sản phẩm hàng nội địa Nhật. Hình thức bên ngoài 5 chiếc rất là đẹp, màu đỏ. Màu đỏ thể hiện sự sang trọng và may mắn cho gia đình các bác. Lựa chọn mua nồi cơm Toshiba là sự lựa chọn thông minh cho gia đình của các bác. Nó đem đến cho các bác sự trải nghiệm tuyệt vời mà chỉ riêng của hãng Toshiba mới có được. Các bác phải xem kênh, nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Em xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.